Giới thiệu với các bạn thêm đến một cái mẫu bánh nữa là mẫu bánh 19 x 7 - 8. Cái mẫu bánh này thì có gai cao là 1,5 cm. Đây là gai của nó này. Bản rộng là 17 cm, đường kính là 47-48 cm các bạn nhé. Cái bánh này thì có tim ốc là 7-10, vuông 7-10. Các cái loại ốc 14 này có thể lắp vừa. Cái lỗ tâm này là lỗ 70. Đấy. Bánh này thì đối với những cái tăm bua mà đường kính 130-140 ấy, thì có thể vừa, bởi vì cái kích thước lòng trong của cái bánh này nó rất là bé. Từ đây sang đây là nó khoảng 15 cm. Vì vậy đối với những cầu có tăm bua là 16 thì không thể lắp vừa được. Đây của nó là 15 các bạn nhé. Cầu này chỉ thích hợp cho những dòng cầu điện tăm bua 130 là có thể nắp được. Còn những dòng cầu này đấy, các bạn lưu ý nhé. Mình giới thiệu những cái mẫu bánh này thì các bạn để ý những cái tim ốc, cái lòng trong của cái vành ấy, để cho các bạn ướm là có lắp vừa cái cầu hay không. Thông số kỹ thuật của cái bánh đây. Đây là những cái thông số của nó đây. Max Press 10 này. Những cái dòng bánh này thì có tải trọng nhỏ thôi, thì các bạn lưu ý. Đấy. Bánh này thì gai địa hình, làm những cái xe tầm nhỏ nhỏ, hầm hố mà đẹp, phù hợp với những cái dòng cầu điện. Cầu xăng này có khả năng không dùng được. Cầu xăng đấy. Vành này vành -8 các bạn nhé.